thưa các thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh, kính thưa cô Hoàng Thị Thu Hà, chủ tịch hội đồng quản trị, nhà tài trợ cho hội trẻ Phù Đổng, trường trung học cơ sở Ân Đức. Các em học sinh thân mến, hòa trong không khí rộn ràng của cả nước thực hiện cái chương trình năm học mới, đồng thời hướng đến hội trẻ Phù Đổng các cấp, hôm nay trường trung học cơ sở Ân Đức long trọng tổ chức khai mạc hội trẻ Phù Đổng năm học 2023-2024. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt lãnh đạo nhà trường gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc mừng nồng nhiệt, trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe với tinh thần cao nhất, khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tu as le niveau, les joueurs nous foutent.